Vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hùng Nguyễn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái căn bệnh đơn giản nhưng mà cũng rất là khó. Đây, ở đây là cái trường hợp là khi xe mà chúng ta đề khởi động á, khi chúng ta khởi động xe mà nó khi nó chưa nổ mà nó có tiếng trả mà lạch cạch á, trả động cơ, gọi là trả đề đó. Hoặc là khi chúng ta đạp vào đạp này, khi mà đạp yếu là nó trả ngược lại á, trả ngược lại có thể đánh là sưng gốc chân của chúng ta luôn đó, sưng mắt cá. À, và nhiều trường hợp nặng hơn nữa là nó có thể gây là bể lắp giữa, bể lắp máy ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em là khắc phục cái tình trạng này. Đối với xe là đảm bảo rằng là tầm nổ rồi là chuẩn ha anh em. Và bộ thiết bị giảm áp ở trên đầu bò này này là hoạt động bình thường nha, nhưng vẫn bị trả ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái mẹo nhỏ. Cái này là gọi là sớm lửa ha anh em. Nó bị sớm lửa, nó dẫn đến tình trạng là nó trả đề. Tức là ở đây, thì khi chúng ta tháo ra trong cái vô lăng này, này chỗ con kích này này, mình sẽ chia con kích này ra làm 3 phần ha. Tức là 1 phần 3 mình mài bớt 1 phần 3 của cái con kích này. Đó, là mình mài ở phần phía trước này nha. Mình mài bỏ đi, chia ra, đó là chia đều ra 3 phần ha, là mình bỏ bớt đi 1 phần ha, là sẽ khắc phục được cái tình trạng trả đề. Đó, đó là cái kinh nghiệm của mình. Và mình cũng muốn chia sẻ cho anh em là khi mà chưa biết cái cách này á, thì có thể áp dụng ha. Nó cũng rất là hay và hiệu quả, mình đã làm rất là nhiều. Rồi, vâng. Và chào tạm biệt mọi người nha. Mình xin kết thúc video và chúc mọi người thành công ạ.